TikTok xin kính chào các bạn đã quay trở lại với chương trình học anh ngữ với chúng tôi Study English with us. Nhiều bạn khi mà TikTok nói rằng cấu trúc sau chữ before mình là verb in, các bạn hỏi là à, tại sao là như vậy hoặc là giải thích thêm cho các bạn thì bài hôm nay chúng ta tập trung vào phần before sau đó là động từ có in ngoài sau các bạn nhé. Chủ đề của mình là cách sử dụng before cộng với verb in. Ở trong bài này TikTok sẽ đưa cho các bạn một số ví dụ cụ thể. Và TK mong muốn rằng sau khi mà mình học xong bài này các bạn có thể dễ dàng áp dụng được before cộng với verb in. Chúng ta vào ví dụ đầu tiên nha. Từ before có nghĩa là trước hoặc là trước đây. Mình thấy từ này có nhiều loại từ khác nhau. Đầu tiên mình có là phó từ. Before. Mình nhấn âm số 2 các bạn nhé. Before. Before. Adverb có nghĩa là trước hoặc là trước đây. Kể đến chúng ta có reposition mình dịch ra là giới từ. Before cũng có thể được dùng như là liên từ có nghĩa là trước. Tính từ là trước khi. Nhiều chức năng khác nhau và nhiều cách sử dụng khác nhau. Ví dụ đầu tiên mình có Chồng tôi luôn luôn ăn sáng ở nhà trước khi anh ấy đi làm. Mình dịch câu này đầu tiên mình có chồng tôi là My husband. Luôn luôn, always. Ăn sáng, Thay vì dùng động từ là eat, mình dùng động từ to have. Have breakfast. trong tôi ngôi thứ ba suốt mình đổi thành là has. Has breakfast. Ở nhà, at home. My husband always has breakfast at home. Trước khi là before. Trước khi anh ấy đi làm. Before he goes to work. Ở trong này chúng ta thấy chủ ngữ đầu tiên là chồng của tôi, my husband. Sau vế đầu tiên mình có chữ before và sau đó là anh ấy đi làm. Chồng tôi và anh ấy, my husband và he. Hai chủ ngữ này đều nói đến một người. Cho nên khi hai chủ ngữ giống nhau, chúng ta có thể lượt bớt cái phần chủ ngữ thứ hai đi. Thay vì là before he goes to work, mình đổi lại là before going. Động từ go mình thêm mình going to work. Như vậy nguyên câu của mình bây giờ mình đổi lại là My husband always has breakfast at home before going to work. Chúng ta cùng tập đọc luôn nhé. My husband always has breakfast at home. 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 Before going to work. Before going, before going to work. 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 My husband always has breakfast at home before going to work. My husband always has breakfast at home before going to work. My husband always has breakfast at home before going to work. My husband always has breakfast at home before going to work. My husband always has breakfast at home. before going to work. My husband always has breakfast at home before going to work. Như vậy trong câu này các bạn thấy sau chữ before mình có động từ go, sau đó mình thêm ing vào, before cộng với lại verb ing. Ví dụ thứ hai, tôi lúc nào cũng lên list sẵn trước khi đi mua sắm. Các bạn thấy đó nếu mà mình đi mua sắm mà mình không có lên sẵn một cái list những gì mình cần mua thì mình sẽ mất rất là nhiều thời gian. Cái thứ hai là khi mình hay quên món này hoặc là sót món kia. Đặc biệt là trước khi nhà mình có tiệc chẳng hạn thì thì lúc nào cũng lên một cái list rồi mình đi mình đánh dấu à mình đã mua cái này cái kia rồi sẽ giúp cho mình nhanh hơn. Tôi lúc nào cũng lên list sẵn trước khi đi mua sắm. Chứ tôi là ai lúc nào có nghĩa là luôn luôn I always lên list sẵn. Có nghĩa là mình làm một cái list make a list. I always make a list. Cái list này là list dùng để làm gì? List dùng để mua sắm. Cho nên mình thêm chữ mua sắm vào phía trước chữ list để bổ nghĩa cho chữ list. Shopping list. I always make a shopping list. Trước khi, before, đi mua sắm. Ai đi mua sắm? Tôi đi mua sắm. I go shopping. Hai chữ chủ ngữ đều là ai hết. Mình bỏ chữ i go đi. Mình dùng động từ go thêm in vào. Before going shopping. I always make a shopping list before going shopping. I always make a shopping list before going shopping. I always make a shopping list before going shopping. I always make a shopping list before going shopping. I always make a shopping list before going shopping. I always make a shopping list before going shopping. âm. Chị gái của tôi là My Sister. Tập luyện là Practice. Chữ Practice tận cùng là CE các bạn đọc là S nha. Practice. Khi mà mình nói chị gái tôi tập bài hát nhiều lần, mình có thể chọn là sử dụng thì hiện tại cũng được, thì quá khứ cũng được. Ở đây thì TK chọn là thì quá khứ. Như vậy động từ Practice mình thêm ED. Practice CE đọc là S. Practice. Sau đó khi thêm ED mình đọc là chữ T. Practiced practiced. My sister practiced. Bài hát a song nhiều lần, many times. Vì đây là nhiều lần nên chữ time các bạn phải có s nhé. My sister practiced a song many times. Trước khi thu âm, trước khi là before thu âm, động từ thu hoặc là ghi âm lại là record. Record. Mình nhấn âm số 2 record. Mình recording, recording. Thu âm Recording it. My sister practiced a song many times. 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 Before recording it. 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 My sister practiced a song many times before recording it. My sister practiced a song many times before recording it. My sister practiced a song many times before recording it. My sister practiced a song many times before recording it. My sister practiced a song many times before recording it. My sister practiced a song many times before recording it. Mỗi tối trước khi đi ngủ, mẹ tôi luôn luôn cầu nguyện cho tôi. Ở trong câu này mình thấy vế đầu tiên là mỗi tối trước khi đi ngủ, sau đó mẹ tôi, đây là chủ ngữ ở trong câu. Mình để đầu câu ha, my mom là mẹ của tôi. Luôn luôn là always, my mom always, cầu nguyện cho chúng tôi. Động từ cầu nguyện là pray, mình chia động từ mình thêm s vào, pray for us, cầu nguyện cho chúng tôi. Trước khi, before, đi ngủ, động từ đi là go, mình thêm in vào, going to bed. My mom always prays for us before going to bed. Mỗi tối là cụm từ chỉ thời gian. Ở trong tiếng Việt chúng ta để đầu câu, ở trong tiếng Anh mình dời xuống cuối câu. Every night. My mom always prays for us before going to bed every night. Các bạn nhớ tập đọc tham văn và TK và khi đọc mình nhớ đọc lớn lên nha. My mom always prays for us. My mom, My mom always prays for us. 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 Before going to bed every night. Before going, Before going to bed every night. 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 My mom always prays for us. Before going to bed every night. My mom always prays for us before going to bed every night. My mom always prays for us before going to bed every night. My mom always prays for us before going to bed every night. My mom always prays for us before going to bed every night. My mom always prays for us before going to bed every night. Và các bạn cần lưu ý rằng không phải là mình chỉ có một cách để nói duy nhất như vậy, mình có thể đảo ngược lại giống như ở trong câu tiếng Việt của mình. Mỗi tối trước khi đi ngủ, mẹ tôi luôn luôn cầu nguyện cho chúng tôi cụm từ chỉ thời gian một lần nữa thường mình để cuối câu nhưng đôi khi các bạn muốn nhấn mạnh mình có thể để ra đầu câu như trong câu này mình đảo lại là every night là mỗi tối trước khi đi ngủ before going to bed sau đó mới là chủ ngữ my mom always prays for us câu này vẫn đúng câu kia vẫn đúng cả hai câu đều xài được cho nên các bạn thấy đó, trong tiếng Anh cũng như tiếng Việt mình có nhiều cách để nói khác nhau. Mình có thể đảo vế ra từ trước ra sau vẫn được, tùy theo cái chủ tâm của mình mình muốn nhấn mạnh phần nào trước. Cho nên chúng ta lưu ý đối với những câu mà mình đọc, mình đều có thể đảo lại được các bạn nha. Every night before going to bed. 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 My mom always prays for us. 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 Every night before going to bed, my mom always prays for us. Every night before going to bed, my mom always prays for us. Every night before going to bed, my mom always prays for us. Every night before going to bed, my mom always prays for us. Every night before going to bed, my mom always prays for us. Every night before going to bed, my mom always for us. Nếu bạn muốn mua nhà, bạn nên để dành tiền trước khi bỏ thời gian đi tìm nhà hoặc là đi xem nhà. Mình có nếu bạn muốn, từ nếu là if, if you want, mua nhà, to buy a house. If you want to buy a house, nếu bạn muốn mua nhà, bạn nên, chữ nên là should, You should save the money. Bạn nên để dành tiền. Động từ save là để dành hoặc là tiết kiệm. You should. Từ should này bắt đầu bằng chữ s và chữ h. Các bạn nhớ công lưỡi, không được đọc là you should. Should. You should save the money. Trước khi dành thời gian. Trước khi là before. Động từ dành hoặc là bỏ thời gian là spend. Mình thêm in vào spending time. Before spending time. Để tìm hoặc là để đi kiếm. To look for. Mình nhớ sau chữ look phải có chữ for mới là đi tìm hoặc là đi kiếm. To look for a house. Từ cuối cùng là cái nhà nhưng mà trước đó chúng ta đã có a house ngoài trước rồi. Nếu mà bạn muốn mua nhà thì để tránh tình trạng lặp lại chữ house một lần nữa mình sẽ thế là one. One có nghĩa là một cũng có nghĩa là người hoặc là đồ vật mà mình đã nói đến trước đó. Như vậy mình thấy chữ a house bằng chữ one. If you want to buy a house. 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 You should, you should save the money. 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 Before spending time to look for one. 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 If you want to buy a house, you should save the money. Before spending time to look for one. If you want to buy a house, you should save the money before spending time to look for one. If you want to buy a house, you should save the money before spending time to look for one. If you want to buy a house, you should save the money before spending time to look for one. If you want to buy a house, you should save the money before spending time to look for one. If you want to buy a house, You should save the money before spending time to look for one. Sếp tôi bắt tôi phải làm xong báo cáo kinh doanh trước khi về nhà. Mình có chữ sếp là boss, sếp của tôi là my boss. Bắt tôi. Động từ bắt nhiều khi mình thấy khó quá, mình không biết chữ bắt là gì. Thật ra trong thực tế khi nó là sếp bắt mình làm một cái gì đó là sếp đã làm gì với mình sếp nói với mình các bạn nha cho nên đây mình sử dụng động từ nói my boss told me my boss told me nói với tôi phải làm xong báo cáo mình có từ hoàn tất hoặc là xong là finish hai âm mình nhấn âm đầu tiên finish tận cùng có s sắc các bạn nhé không được đọc là finish hoặc là finish mình không được nhấn sai luôn nhấn âm đầu tiên finish sắc cuối cùng. To finish, bản báo cáo là the report. My boss told me to finish the report. Bản báo cáo về cái gì? Bản báo cáo kinh doanh. Thì từ kinh doanh bổ nghĩa cho bản báo cáo nên sẽ nằm phía trước chữ báo cáo. Từ kinh doanh là sales. My boss told me to finish the sales report trước khi đi về nhà. Before động từ đi là go mình thêm in vào, before going home My boss told me to finish the sales report My boss told me to finish the sales report My boss told me to finish the sales report My boss told me to to finish the sales report. My boss told me to finish the sales report. My boss told me to finish the sales report. Before going home. 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 My boss told me to finish the sales report before going home. My boss told me to finish the sales report before going home. My boss told me to finish the sales report before going home. My boss told me to finish the sales report before going home. My boss told me to finish the sales report before going home. My boss told me. to finish the sales report before going home. Tôi phải xin phép ba mẹ tôi trước khi ngủ qua đêm tại nhà bạn bè. Mình có từ tôi phải, I have to. Động từ have là có, nhưng mà have to đi chung với nhau mình dịch là phải. I have to. Tôi phải. Xin phép. Động từ xin là ask mình xin một điều gì đó mình dùng là ask for I have to ask for mình có danh từ là được phép hoặc là cho phép là permission permission chữ sần tận cùng có chữ i và chữ o các bạn đọc cong lưỡi nha sần permission permission I have to ask for permission tôi phải xin phép xin phép ba mẹ thì ở đây vì permission là danh từ mình để ba mẹ của tôi ngoài trước. My parents là ba mẹ. Sự đồng ý hoặc là sự chấp thuận của ba mẹ. Trên chúng ta phải có sở hữu cách ở đây. Mình sẽ phải. Thường sở hữu cách là chúng ta phải mà mình thêm S ngoài sau. Tuy nhiên vì chữ ba mẹ đã có sẵn chữ S rồi thì đối với những danh từ mà có sẵn chữ S như vậy mình chỉ cần thêm dấu phải thôi. Không cần phải có chữ S nữa các bạn nha. Chỉ phải thôi là đủ cho sở hữu cách rồi. I have to ask for my parents' permission. Trước khi, before, ngủ qua đêm. Mình có cụm từ ngủ qua đêm là sleep, over. Động từ sleep mình thêm in vào, sleeping, over. Tại nhà bạn bè, at my friend. Sau đó mình có chữ nhà, mình thế bằng chữ chỗ của bạn mình, place. Tận cùng say em mình đọc là s, place place. Và mình có sở hữu cách luôn vì là chỗ của bạn mình hoặc là nhà của bạn mình mình có phải ask. I have to ask for my parents' permission before sleeping over at my friend's place. Chúng ta cùng tập đọc nhé. I have to ask for my parents' permission. 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 I have to ask for my parents' permission before slipping over at my friend's place. Before slipping over at my friend's place. Before slipping over at my friend's place. Before sleeping over at my friend's place. Before sleeping over at my friend's place. Before, sleeping over at my friend's place. Before Sleeping over at my friend's place. I have to ask for my parents' permission before sleeping over at my friend's place. I have to ask for my parents' permission before sleeping over at my friend's place. I have to ask for my parents' permission before sleeping over at my friend's place. I have to ask for my parents' permission before sleeping over at my friend's place. I have to ask for my parents' permission before sleeping over at my friend's place. I have to ask for my parents' permission before sleeping over at my friend's place. Trước khi ra sân bay, tôi luôn luôn kiểm tra hành lý, hộ chiếu và tiền bạc một cách cẩn thận. Các bạn thấy từ từ câu của mình nó sẽ dài ra. Nhưng mà thầy sẽ phân tích từng chữ từng chữ thì các bạn sẽ hiểu được cái cách mình ráp lại câu như thế nào nha. Trước khi ra sân bay, mình sẽ đảo ngược lại trước khi mình xài trước. Before đi ra sân bay, mình sẽ dùng là động từ đi là go. Before going. Nếu mà dùng động từ go thì sau đó phải có chữ to và địa điểm mình cần tới. To the airport. Before going to the airport tuy nhiên chữ go mình xài nãy giờ nhiều rồi thì khi muốn mình xài một cái động từ mới là trước khi rời khỏi nhà để ra sân bay mình thấy động từ go bằng leave leave là rời khỏi before leaving động từ leave này các bạn khi đọc mình kéo dài nha thay vì đọc là leave mình đọc là leave leave before leaving for the airport sau chữ leaving mình phải có chữ for nữa đi tới một cái chỗ nào đó Before leaving for the airport, tôi luôn luôn kiểm tra. I always check. Check là kiểm tra. Mình có từ hành lý là luggage. Ở trong danh từ này mình thấy tận cùng là chữ g và chữ e, G-E Mình đọc âm ch. Luggage, luggage. Hành lý của tôi, my luggage. I always check my luggage. Sau đó mình kiểm tra hộ chiếu Passport Passport Mình không đọc là passport Nhưng mình hay nói trong tiếng Việt passport hay là passport Mình nhấn âm đầu tiên Passport Tận cùng với chữ T Passport Và tiền bạc And money Sau đó mình có một cách cẩn thận Khi mà mình thấy có từ một cách Có nghĩa đó là phó từ Và một cách cẩn thận này bổ nghĩa cho từ nào trong câu phía trước mình làm gì một cách cẩn thận, mình kiểm tra một cách cẩn thận. Như vậy chữ một cách cẩn thận sẽ bổ nghĩa cho chữ check, mình để phía trước chữ check. I always check, tôi luôn luôn kiểm tra. Bây giờ mình thêm chữ cẩn thận ngoài trước. I always carefully check my luggage, passport and money before leaving for the airport. Before leaving, airport, before leaving for the airport. 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 I always carefully check. 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 My luggage, passport and money. My luggage, passport and money. My luggage, passport and money. My luggage passport and money my luggage passport and money my luggage passport and money before leaving for the airport i always carefully check my luggage passport and money before leaving for the airport i always Carefully check my luggage, passport, and money. Before leaving for the airport, I always carefully check my luggage, passport, and money. Before leaving for the airport, I always check my luggage, passport, and money. Before leaving for the airport, I always check my luggage, passport and money. Before leaving for the airport, I always check my luggage, passport and money. Trước khi bắt đầu học một bài học mới với anh Frank và TK, tôi luôn luôn like và share video của họ. Câu này chúng ta có chữ trước khi ngay đầu câu thì mình chúng ta sử dụng before ngay đầu câu luôn. Bắt đầu là động từ start. Mình thêm in vào before starting. Before starting. Học to learn. To learn là học hoặc là to study cũng học được luôn các bạn nhé. Một bài học mới, a new lesson. Mình không đọc là lesson. Chữ S chỗ này không được cong lưỡi. Lesson lesson. Before starting to learn a new lesson với anh Frank và TK with Frank and TK. Tôi luôn luôn I always like and share video của họ, their video video chỗ này thì cái không time s tại vì mình đang nói tới cái video mà mình đang học đó. Trước khi mà tôi học bài này là tôi đã share và tôi like cái video đó rồi nên mình không cần thêm s ha. Before starting to learn a new lesson with Frank and TK. Before starting to learn a new lesson with Frank and TK. Before starting to learn a new lesson with With Frank and TK. Before starting to learn a new lesson with Frank and TK. Before starting to learn a new lesson with Frank and TK. Before starting to learn a new lesson with Frank and TK. I always like and share their video. 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 Khi mà TK nói với anh Văn câu này thì em Văn nói là Ủa tại sao chưa học, before là chưa học mà đã phải like và share rồi. Thì ở đây là TK nói là tại vì giống à, như là thể hiện sự ủng hộ nhiệt tình dành cho TK với em Văn vậy đó. Trước khi mình học là mình đã like và share rồi. Tuy nhiên nếu mà các bạn cảm thấy rằng mình không thể like và share trước khi mình học thì mình có thể like và share sau khi mình học. Sau khi mình học nếu mà mình cảm thấy thích video này thì mình like và mình share, còn mình không thích thì thôi các bạn nhé. Và cái từ sau khi đó là từ after. TK sẽ làm một bài khác về Cách sử dụng từ after Nó cũng gần như là tương tự với là before Cảm ơn các bạn vì đã học chung với em Phan và TK ngày hôm nay TK chúc các bạn học thật là tốt Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau Bye bye